Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khánh thành nhà lưu trú và trao tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Đêm thơ nhạc với chủ đề Bản hòa âm đất nước hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam năm 2024. Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân năm 2024 diễn ra an toàn, thành công. Hoa mận trắng, điểm nhấn lễ hội gầu tàu của đồng bào Mông ở xã Chiên Phố, huyện Hoàng Su Phì. Nhiều hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng chương trình Tháng Thanh niên năm 2024. Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần đã kết thúc và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Trần Trang điểm lại những tin tức quan trọng nổi bật diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 2 trong mục điểm thời sự trong tuần. Xin mời biên tập viên Trần Trang. Vâng, xin được cảm ơn chị Quỳnh Nga. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 2, huyện Đồng Văn đã tổ chức khánh thành đền Lũng Cú và ngày hội văn hóa truyền thống các dân tộc xã Lũng Cú. Năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành quyết định về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đền Lũng Cú, xã Lũng Cú. Công trình có tổng mức đầu tư gần 22 tỷ đồng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100%. Đền Lũng Cú nằm cách cột cờ Lũng Cú 1,2 km về phía đông nam. Đền được xây dựng có quy mô 5 gian theo kiến trúc đền thờ truyền thống. Việc khánh thành đền Lũng Cú có ý nghĩa lịch sử của vùng đất nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc. Công trình sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch mới về văn hóa tâm linh cho du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan cột cờ quốc gia Lũng Cú. Dịp này, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban dân vận Trung ương cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại đền Lũng Cú. Trong các ngày 21 và 22 tháng 2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có các cuộc kiểm tra thực tế tại huyện Bắc Quang, Vị Xuyên và thành phố Hà Giang. Cụ thể, sáng ngày 21 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo huyện Vị Xuyên về các dự án đường nội thị thị trấn Vị Xuyên, kè chống sạt lở sông Ma bảo vệ khu trung tâm xã Tùng Bá. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác đền bù giải phóng mặt bằng và tiến độ thực hiện các khu tái định cư tuyến cao tốc Tuyên Quang Hà Giang nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc, thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiếp đó, ngày 22 tháng 2, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn thành phố Hà Giang, nắm bắt thực tế và làm việc với lãnh đạo các địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án cũng như giải quyết những vướng mắc tại cơ sở, nhất là vấn đề liên quan đến công tác đền bù, giải phóng mặt bằng. Ngày 19 tháng 2, tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch, học sinh toàn tỉnh trở lại trường học sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 kéo dài hơn 2 tuần. Để đón học sinh trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết, các đơn vị trường học toàn tỉnh đã thực hiện công tác vệ sinh phòng lớp học, tổ chức thông báo tới phụ huynh học sinh kế hoạch học tập của nhà trường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương bám sát cơ sở, nắm bắt các trường hợp có nguy cơ bỏ học để tiến hành tuyên truyền vận động. Theo báo cáo của ngành chức năng, trong tuần học đầu tiên sau kỳ nghỉ, 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học đã quay trở lại trường thực hiện nhiệm vụ. Tỷ lệ học sinh trở lại trường đạt cao, từ 95 đến 100% học sinh bậc học từ tiểu học đến trung học phổ thông đến trường và 85 đến 90% ở bậc học mầm non. Tại ngày đầu tiên của học kỳ 2 sau kỳ nghỉ, các nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, giúp thầy và trò có thêm động lực trong học kỳ tiếp theo của năm học, phấn đấu hoàn thành kế hoạch dạy và học năm học 2023-2024. Trong tuần, một số địa phương trong tỉnh đã tổ chức thành công hội chợ việc làm năm 2024, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, hàng nghìn người lao động các địa phương. Theo đó, các huyện đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức các gian hàng giới thiệu, quảng bá hình ảnh, thông báo nhu cầu tuyển dụng, tư vấn việc làm cho người lao động, tuyển sinh học nghề, hỗ trợ vay vốn đi xuất khẩu lao động.
đông đảo đoàn viên thanh niên người lao động trực tiếp được công ty, doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin về thị trường lao động, một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhu cầu cần tuyển dụng các vị trí việc làm từ lao động phổ thông đến lao động có tay nghề cao, trình độ đại học. Với đa dạng các ngành nghề cũng như nhu cầu xuất khẩu lao động sang một số thị trường nước ngoài, qua đó giúp nhân dân có thêm sự lựa chọn hợp lý trong khả năng và nguyện vọng của bản thân. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc mục điểm thời sự trong tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng chị Quỳnh Nga tiếp tục trở lại với chương trình thời sự. Vâng, cảm ơn biên tập viên Trần Trang ạ. Tiếp theo chương trình là những tin tức quan trọng khác. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 2, Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng các nhà tài trợ đã tổ chức khánh thành công trình nhà lưu trú học sinh và trao tặng quà cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Tham dự có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc có tổng số 564 học sinh, trong đó có 470 em bán trú tại trường. Nhà trường có 3 khu nhà lưu trú, trong đó có một khu lưu trú đã xuống cấp nghiêm trọng nên phải di chuyển ở ghép 2 em một giường tại 2 khu lưu trú còn lại. Chia sẻ với các em, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã kết nối với các nhà tài trợ hỗ trợ nhà trường xây dựng mới công trình nhà lưu trú với tổng diện tích 160m², gồm 3 gian có thể lưu trú cho hơn 70 học sinh, tổng kinh phí xây dựng 460 triệu đồng. Dịp này cũng đã tổ chức hội chợ Xuân Giáp Thìn và trao tặng các phần quà gồm quần áo, dép, bánh kẹo cho toàn bộ học sinh nhà trường, trao 72 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi và 60 suất quà gồm gạo, tiền mặt cho người cao tuổi của xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Cũng trong ngày 24 tháng 2, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã đến thăm và tặng quà tại xã Na Khê, huyện Yên Minh. Cùng đi có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện ủy Yên Minh. Tại đây, đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng quà cho xã Na Khê và tặng 50 triệu đồng cùng 200 lá cờ Tổ quốc cho trường mầm non xã Na Khê. Qua đó mong muốn chia sẻ cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác giáo dục và đào tạo, đồng thời động viên các cô giáo, các cháu học sinh của trường mầm non Na Khê nỗ lực vượt qua khó khăn để đạt thành tích cao trong công tác dạy và học. Dịp này, lãnh đạo xã Na Khê và trường mầm non Na Khê đã bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chia sẻ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương đối với xã biên giới còn nhiều khó khăn, mong muốn trong thời gian tới, xã Na Khê, huyện Yên Minh tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm chia sẻ của đoàn công tác cũng như của các nhà hảo tâm. Tối ngày 24 tháng 2, tức ngày 15 tháng Giêng năm Giáp Thìn, hưởng ứng Ngày thơ Việt Nam năm 2024, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức đêm thơ nhạc với chủ đề Bản hòa âm đất nước. Tham dự có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cách đây 76 năm, đúng vào dịp rằm tháng Giêng năm Mậu Tý 1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sáng tác bài thơ Nguyên Tiêu. Đến năm 2003, ngày rằm tháng Giêng hàng năm được chọn là Ngày thơ Việt Nam và năm nay chủ đề là Bản hòa âm đất nước. Tại đêm thơ đã trình diễn nhiều tiết mục thơ ca đặc sắc hấp dẫn như diễn đọc bài thơ Thần của Lý Thường Kiệt, diễn ngâm bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều bài hát điệu múa đậm đà bản sắc dân tộc có nội dung mừng Đảng, mừng Xuân, ca ngợi quê hương đất nước và quê hương Hà Giang. Trong khuôn khổ của chương trình còn có hoạt động triển lãm những tác phẩm nhiếp ảnh đặc sắc về đất và người Hà Giang. Có thể nói đêm thơ Nguyên Tiêu là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca và quảng bá nền thơ ca Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Giang nói riêng. Đồng thời động viên các văn nghệ sĩ có thêm động lực trong sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học, thơ ca, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang. Lễ hội Gầu Tàu, xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phí năm 2024 được tổ chức với chủ đề Sắc Xuân, Thảo Nguyên, Hoa Mận Trắng. Lễ hội được tổ chức vào mùa xuân, đúng vào mùa hoa mận nở, đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan trải nghiệm. Lễ hội Gầu Tàu là sinh hoạt văn hóa truyền thống gắn liền với đời sống của đồng bào dân tộc Mông. Năm nay, lễ hội Gầu Tàu xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao dân gian truyền thống nên đã thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan trải nghiệm. Tất cả mọi người khắp nơi để đến chơi, không riêng đồng bào Mông cả, các đồng bào các dân tộc khác cũng đến để cùng vui, cùng xem, cùng ngắm cảnh và cùng chia sẻ. Lễ hội Gầu Tàu là nơi để mọi người giao lưu đoàn kết, thắt chặt tình làng nghĩa xóm. Đặc biệt, đây là dịp để cầu cho một năm mưa thuận, gió hòa, quốc thái, dân an và cuộc sống sung túc, mọi người mạnh khỏe, hạnh phúc. Chính vì thế,
lễ hội Gầu Tàu là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm của người dân tộc Mông. Trải nghiệm mà lễ hội Gầu Tàu tại nơi đây thì em cảm thấy là rất là vui, vừa được ngắm hoa mận ở đây rất là đẹp và được trải nghiệm mà với đồng bào ở nơi đây có những trò chơi thật sự là đặc sắc ạ. Địa điểm tổ chức lễ hội Gầu Tàu bên những rừng hoa mận trắng đúng vào dịp đầu xuân năm mới đã tạo điểm nhấn đặc sắc. Một màu trắng tinh khô bạt ngàn hoa mận trên thảo nguyên thôn Nhiều Sang rộng hàng chục hecta đã thu hút đông đảo du khách tham quan trải nghiệm check-in. Chúng em là người ở miền xuôi lên nên khí hậu và không khí này rồi cảnh đẹp ở đây rất là choáng ngợp và cũng có muốn có thời gian để ở Hà Giang để thật là lâu để khám phá thêm các cảnh đẹp nữa. Lễ hội Gầu Tàu của đồng bào dân tộc Mông là nét sinh hoạt tín ngưỡng truyền thống nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời qua đó giới thiệu và bảo tồn giá trị văn hóa tốt đẹp, góp phần quảng bá, thu hút du khách đến với huyện Hoàng Su Phì vào mỗi dịp hoa mận nở trắng trên thảo nguyên. Ngày 25 tháng 2 với chủ đề Tuổi trẻ xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tỉnh đoàn Hà Giang đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hưởng ứng tháng thanh niên năm 2024. Tại chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp hai bên bờ sông Lô. Thông qua chương trình nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, đặc biệt là tinh thần của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình, phần việc, góp phần chung tay thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Dịp này, tỉnh đoàn Hà Giang đã trao học bổng cho 20 bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, những ngày này, nhân dân và các công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân trên địa bàn huyện Bắc Mê đang hướng về ngày hội tòng quân với niềm tự hào lớn lao. Cha truyền, con nối, lớp lớp thanh niên ưu tú của huyện đã và đang sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Mai kia bắt đầu lên đường là cứ theo đi phải tác phong nhanh nhẹn. Sáng người ta thì từ 5 dưới 6 giờ đánh chạy rồi. Nhưng phải tác phong nhanh, cho là ngoan ngoãn, nghe lời cấp trên. Trong câu chuyện của mình với người con trai chuẩn bị lên đường nhập ngũ, anh Phan Văn Luyên luôn tự hào về những năm tháng trong quân ngũ bản thân. Đó là quãng thời gian tôi luyện trên thao trường, đẫm mồ hôi, những giây phút quây quần bên đồng đội. Từ niềm tự hào đó, anh mong muốn người con trai cả của gia đình quyết tâm rèn luyện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng viên con bảo trước bố cũng đi đây là 3 tháng là huấn luyện xong là cũng hết tân binh ấy. Thì nó cũng là nhàn thôi. Còn là chả có gì vất vả. Đấy, vào đây mới là thành người. Kết đơn thì cũng theo tinh thần yêu nước đi bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc nữa. Bố mẹ cũng động viên tinh thần là đi đóng góp cho nhà nước. Cũng tương tự như vậy, anh Lã Duy Khánh là một trong tổng số 97 công dân huyện Bắc Mê đã tình nguyện viết đơn nhập ngũ. Hành trang chuẩn bị cho mình, ngoài đồ dùng cá nhân, Khánh đã mang theo cuốn sổ nhỏ, cây bút bi cùng những lời nhắn nhủ của người thân. Với Khánh, việc tham gia nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm cũng là môi trường để được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Nhận thức được và mình viết đơn tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và tham gia bảo vệ Tổ quốc. Qua môi trường của quân đội thì cháu cũng mong muốn là mình được gọi là tôi luyện bản thân, rèn luyện bản thân của mình chính trực hơn. Lúc đầu là chị rất là buồn, không muốn cháu đi. Không đi chị ở nhà cũng lo, mà đi chị cũng lo. Không, về sau chị nghĩ lại chị cũng hỏi thăm nhiều người, chị cũng lại khuyên cháu đi thôi. Theo chỉ tiêu được giao, năm 2024, huyện Bắc Mê tự nguyện gọi tuyển 97 công dân nhập ngũ, trong đó tham gia nghĩa vụ quân sự là 75 công dân, tham gia nghĩa vụ công an nhân dân là 22 công dân. Đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bắc Mê đã tổ chức hiệp đồng và chốt quân số với các đơn vị nhận quân xong. Thường xuyên tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện là chỉ đạo chặt chẽ của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã là thực hiện là cái 3K4B và làm việc làm công tác tuyên truyền. Đó là các cái đoàn thể đến tận nhà động viên, nó là được xác định rất tư tưởng rất tốt. Sau khi phát lệnh xong vào 30 tháng 1 thì là giao cho ủy đồng nghĩa vụ sự các xã là từng bước một, cho đến vào phút này là 100% là các xã là đã gặp gỡ và động viên cho các thanh niên nhập ngũ.
Song song với đó, huyện Bắc Mê đã giao cho các xã tổ chức nhiều hoạt động như hội xuân tiễn bạn tổng quân, tổ chức gặp mặt, động viên tân binh, đồng thời thực hiện tốt công tác hậu phương quân đội. Tất cả những điều này nhằm giúp ngày ra nhận quân thực sự là ngày hội của nhân dân và các tân binh lên đường nhập ngũ. Tại huyện Quản Bạ, 88 công dân của huyện cũng sẽ lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, 100% công dân nhập ngũ đợt này đều có mặt tại địa phương, sẵn sàng cho ngày hội giao nhận quân năm 2024. Trong tổng số 88 công dân huyện Quản Bạ nhập ngũ, có người có hoàn cảnh khó khăn là lao động trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, xác định tuổi trẻ là phải tham gia và hoàn thành trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc, nhiều công dân đã tạm gác chuyện gia đình để nhập ngũ lần này. Em rất vinh dự là một người công dân của xã Thanh Vân được lựa chọn để đi đợt nghĩa vụ quân sự lần này. Em sẽ hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình trong quá trình huấn luyện quân đội. Hiện nay, cấp ủy chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp cũng như các tổ chức chính trị xã hội của huyện Quản Bạ đã có nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi, động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng nhằm kịp thời hỗ trợ động viên công dân nhập ngũ và gia đình yên tâm. Chúng tôi cũng đã thường xuyên đến thăm hỏi các cái gia đình cũng như là nắm bắt cái tình hình của công dân, tư tưởng của công dân trước khi lên đường nhập ngũ. Và tới đây thì ngày 26 thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức gặp mặt các tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ tại xã để có thể động viên và tặng quà. Năm 2024, huyện Quản Bạ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo phương châm tuyển người nào chắc người đó, bảo đảm đúng quy định. Qua đó đã tuyển chọn được 88 nam công dân, trong đó 65 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự và 23 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Trong đợt giao nhận quân năm 2024, huyện Quản Bạ phấn đấu giao quân đúng chỉ tiêu, đảm bảo chất lượng. Đến giờ phút này là đánh giá về công tác tuyển quân có thể nói rằng là hoàn tất mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho công dân nhập ngũ. Đặc biệt là nổi bật cái năm nay ấy, là đối với công tác tuyển quân năm nay là cái chất lượng chính trị. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân của huyện Quản Bạ đã được triển khai cụ thể chi tiết, qua đó đảm bảo lễ giao nhận quân vào ngày 27 tháng 2 tới đây sẽ diễn ra trang trọng, ý nghĩa, vui tươi và an toàn tuyệt đối, thực sự là ngày hội tòng quân của tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Lễ giao nhận quân năm 2024 sẽ diễn ra vào sáng ngày 27 tháng 2 tới đây. Tất cả các địa phương, đơn vị đều đang gấp rút chuẩn bị tốt nhất để buổi lễ diễn ra thành công. Đối với các công dân trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân, hiện cũng đã sẵn sàng nhập ngũ, tiếp bước cha anh thực hiện nhiệm vụ. Căn nhà nhỏ của gia đình ông Nguyễn Văn Mao ở xã Phương Tiện, thành phố Hà Giang, những ngày này tràn ngập niềm vui bởi người thân, hàng xóm tới gặp gỡ, động viên công dân Nguyễn Đức Duy, người con trai duy nhất của vợ chồng ông Nguyễn Văn Mao, trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Dù gia đình neo người và khó khăn, nhưng gia đình luôn động viên Duy rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bản thân tôi thì và gia đình tôi thì cũng rất vui vẻ và háo hức cho đến ngày đấy. Còn về riêng quân tư trang thì ban chỉ huy công an đã phát đầy đủ. Chung tâm trạng phấn khởi, công dân Thạch Xuân Hoàng, người vừa tốt nghiệp Đại học Kinh doanh Công nghệ năm 2023 đã viết đơn tình nguyện và trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân. Đây là bước ngoặt lớn giúp Hoàng tiến gần hơn ước mơ trở thành chiến sĩ công an chính quy trong tương lai. Tôi rất vui khi nhận được lệnh gọi tham gia thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân của công an thành phố. Tôi xin hứa sẽ phấn đấu, rèn luyện và chấp hành đầy đủ nội quy định của công an nhân dân. Mùa tuyển quân năm 2024, công an tỉnh được giao chỉ tiêu tuyển chọn 310 công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân. Hiện nay, công an các địa phương đã tổ chức cấp quân trang và tổ chức gặp mặt, động viên các công dân trước ngày lên đường nhập ngũ. Năm 2024 thì cũng có cái sự đổi mới, đó là phải tăng cường các tuyên truyền đối với lại các số công dân. Và qua cái kết quả mà tăng cường các tuyên truyền về cái chế độ chính sách, những cái ưu đãi đối với lại công dân tham gia nhập ngũ công an nhân dân, thì có nhiều công dân là đăng ký, viết đơn tình nguyện tham gia. Lên đường nhập ngũ không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của tuổi trẻ. Với tinh thần xung kích tình nguyện, những công dân tham gia nghĩa vụ công an nhân dân đã sẵn sàng lên đường để góp phần bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là ở các xã vùng biên, thời gian qua lực lượng công an huyện Mèo Vạc
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Xin Cái là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mèo Vạc với 6 thôn giáp biên. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu thăm thân tăng cao, tình hình an ninh trật tự diễn biến hết sức phức tạp. Không quản ngại ngày đêm, những cán bộ công an xã Xin Cái vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, phối hợp cùng các lực lượng tuần tra kiểm soát đường biên, cột mốc. Công an xã cũng đã tuyên truyền, thứ nhất là về cái luật xuất nhập cảnh, thứ hai là về cái tuyên truyền cái công tác chấp hành tốt cái luật pháp của nhà nước của bên phía bạn thì làm sao là không vi phạm vào cái pháp luật của hai bên. Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tiễn, lực lượng công an xã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự sát với tình hình thực tế, tăng cường triển khai biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh biên giới. Họ thôn thì cũng triển khai cho bà con nhân dân khi đi bây giờ cũng đường đều đi lại đối với đi sang bên nước ngoài. Cũng tuyên truyền cho bà con là phải có đi làm giấy thông hành đầy đủ. Với trên 41,3 km đường biên từ địa bàn 3 xã Thượng Phùng, Sơn Vĩ, Xin Cái, những năm qua, Công an huyện Mèo Vạc đã triển khai đồng bộ các biện pháp giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phối hợp bảo vệ biên giới và vận động quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để phát triển kinh tế xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại của địa phương. Là phối hợp với lực lượng biên phòng để tăng cường công tác quản lý biên giới, phòng ngừa các cái hành vi vi phạm pháp luật tại khu biên giới, đảm bảo 100% các thôn là đã được triển khai tuyên truyền cho nhân dân nắm được cái phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, đồng thời tự quản tự phòng tại khu vực biên giới. Thời gian tới, lực lượng công an các xã biên giới huyện Mèo Vạc tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình, đồng hành cùng các cơ quan, ban ngành và đặc biệt là quần chúng nhân dân khu vực biên giới trong công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh biên giới trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2023, huyện Quang Bình đã phối hợp với Viện Sinh học Việt Nam và Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ V-Organic và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Orion triển khai thực hiện mô hình liên kết sản xuất giống khoai tây trắng tại 3 xã, thị trấn gồm Yên Bình, Yên Thành và Vĩ Thượng với sự tham gia của 110 hộ dân trên tổng diện tích 8,5 ha. Từ mô hình liên kết này, huyện Quang Bình xác định cây khoai tây trắng là một trong những cây trồng chính vụ đông nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Là hộ dân tham gia mô hình trồng khoai tây liên kết, gia đình chị Vũ Thị Hóa ở thôn Hạ Quang, xã Vi Tượng, huyện Quang Bình rất phấn khởi bởi cây khoai tây khi thu hoạch cho năng suất khá cao. Trước đây, toàn bộ cánh đồng 3,2 hecta này chỉ sản xuất lúa 2 vụ, xuân hè và hè thu. Có vụ thì trồng ngô, có vụ thì bỏ đất không sản xuất. Nhưng vụ đông năm nay, gia đình chị và các hộ dân khác cũng có thêm nguồn thu nhập từ liên kết trồng khoai tây và được doanh nghiệp thu mua toàn bộ với giá 7.500 đồng 1 kg. Trồng cái khoai tây vụ 3 này, cái giống Atlantic, coi như là tôi cũng thấy vừa rồi thu hoạch thì thấy nó cũng đạt hiệu quả là 6 tạ trên 1.000 m2. Nên tôi thấy nó gọi là năng suất hơn lúa. Mô hình trồng khoai tây trắng được thực hiện theo hình thức liên kết, trong đó doanh nghiệp hỗ trợ 50% giống, kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm đầu ra. Qua thời gian triển khai cho thấy, cây khoai tây trắng khá phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương. Cây sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất thu hoạch ước đạt khoảng 15 tấn một hecta. Đây là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp liên kết với người dân trên địa bàn mở rộng quy mô sản xuất khoai tây ở những vụ tiếp theo. Vùng sản xuất nguyên liệu một cách ổn định để cho bản thân tất cả những cái đơn vị tham gia cùng với liên kết cái chương trình này đều có những cái thành quả của mình. Thì với cái mong muốn là có những cái vùng ổn định đấy thì đương nhiên là với những cái sản phẩm mà đạt tiêu chuẩn thì chắc chắn là chúng tôi sẽ có trách nhiệm phải bao tiêu hết. Tôi sẽ tiếp tục là mở rộng cái diện tích và trên cơ sở về cái nhu cầu đối với cái đơn vị liên kết thì chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng để làm sao mà thực hiện cái đảm bảo về cái diện tích, đảm bảo về sản lượng và đảm bảo về quy chuẩn cho cái đơn vị là để cung ứng.
Mặc dù chương trình liên kết sản xuất khoai tây ở huyện Quang Bình được triển khai trong thời gian ngắn, đây cũng là vụ đầu tiên triển khai mô hình, nhưng hiệu quả kinh tế bước đầu đem lại cho thấy khoai tây trắng cũng sẽ là một trong những cây trồng có nhiều triển vọng và mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Do đó, trong thời gian tới, huyện Quang Bình sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình và mở rộng vùng sản xuất trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web hagiangtv.vn hoặc kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.